Có phải Nga mất đến 12.000 lính trong 12 ngày qua? Lực lượng mặt đất Ukraine cho biết trong 12 ngày chiến sự vừa qua, từ 24 tháng 2 cho đến 7 tháng 3, quân đội Nga đã mất khoảng 12.000 binh lính. Ngày 8 tháng 3, lực lượng mặt đất Ukraine đã tổng kết thiệt hại của phía Nga trong 12 ngày chiến sự vừa qua. Trong đó cho biết, quân đội Nga đã mất khoảng 12.000 binh lính, theo hãng thông tấn Ukrinform. Cũng theo phía Ukraine, Nga đã mất 303 xe tăng, 1.036 xe chiến đấu bọc thép, 120 hệ thống pháo, 56 hệ thống tên lửa phóng hàng loạt, 27 hệ thống phòng không, 48 máy bay, 80 trực thăng, 474 phương tiện, 3 tàu thuyền, 60 thùng nhiên liệu và 7 máy bay không người lái cấp độ tác chiến và chiến thuật. Theo Ukrinform, các dữ liệu vẫn đang được cập nhật, việc tính toán rất phức tạp trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở cường độ cao. Trước đó, Kiev cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã gây thiệt hại hơn 10 tỷ đô cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.